When you move and you yield hand. Yeah? Come, body. Body down. Body adjust the bone. Yes. Down. Rest down. Yes. Rest down. Rest down. Yes. Rest leg. Good. Down. Good. Good. Wrist. Chop. Okay. Chop. Rest leg. Chào mừng các bạn đã đến channel của Tý Long Club. Là tôi là Tý Long, huấn luyện viên quốc tế. Và hôm nay tôi xin giới thiệu. Hello, my name is Christophe Hamza. I am from France but living in Thailand. I have also a club and a shop, Ping Pong 3T. Whoever comes to Phuket or to Thailand in general, you can contact me. We came here to get the precious technique and advice of Mr. Tý Long, and we are very happy to be here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Xin chân thành cảm ơn ông đã lựa chọn Tý Long Club để làm nơi tập luyện và nâng cao trình độ của mình. Xin mời các bác, cô chú, các anh chị cùng nhau xem buổi tập luyện của chúng tôi như thế nào nhé. Now you try push long again. Yeah, okay. Now you serve and I will show you. When I see when you do, you move and you yield hand. Yeah. You need feeling your body. Your body come the bone. And when your body come the bone, you do. Okay. You need feeling, you push by body, no by hand too much. Yeah? Yeah. Body you forward and body you little down. Come body. Come body. Body down. Now you do. Body. Come. Step, body, body adjust, body adjust the bone, yes, yes, body you come, yes, you push my body, okay. Again, body, feeling body, yeah, because you push my body, you relax, you change placement by wrist, you see, if you tie, you feel difficult change placement. The same you ride motorbike, the neck motorbike needs loose because for you change placement. If your wrist you tie, you difficult and rest, step and rest down, rest down, rest down. If you step, no, rest down leg, rest down, rest down. Yes, rest leg, good. Rest down, good. Rest down. Good. Rest down. Good. Rest down. Good. Rest down. Chop. Wrist. You wrist. Tuck. Good. Tuck. Okay. Down. Good. Good. Wrist. Chop. Okay. Chop. Rest. Rest. Leg. Và nếu các bác, các cô chú, các anh chị thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho chúng tôi một like, bấm share cho mọi người cùng xem, bấm subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Và nếu các bạn có nhu cầu về dụng cụ bóng bàn hay tập luyện bóng bàn, xin hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người ở những video hướng dẫn tiếp theo. Bye bye.